Chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người công dụng của hai cái loại dây này và cách sử dụng nhé. Thì trước tiên mình nói là hai dây này là bên mình gọi là dây an toàn. Thì cách sử dụng, công dụng của nó là để vòng qua cây đấy, để giữ người mình lại. Còn hai loại này thì hiện đang mình đang bán, bên mình đang bán loại này thì là chuyên dụng cho cưa cây rồi. Thì loại này nó sẽ bền hơn rất là nhiều, nó bằng hợp kim nhôm nguyên khối, gọn nhẹ hơn một chút nhưng mà giá thành nó sẽ cao hơn. Nhược điểm của nó là sử dụng được cho dây 12 mini thôi. Còn đặc biệt loại này thì sử dụng dây 14. Bạn nhìn này, sẽ khác nhau nhiều đó. Đó, còn loại này thì đây, bóp. Các bạn bóp thì nó kéo giãn ra được, lên xuống được. Đây. Còn thả dây ra thì tự nó hãm vào nhá. Đó, thay đổi số đo bằng dây thoải mái, dễ dàng bằng một tay được này. Đó. Thả ra. Trong này có một lò xo tự nó hãm vào nhá. Đó. Thì loại này nó không còn xa lạ gì nữa rồi. Đây, quan trọng là cái loại này mình bán chạy nhất này. Thì loại này ưu điểm nó là sử dụng được dây 14. Thì dòng dọc mình làm nó sẽ to được, có thể sử dụng dây 16 được. Nhưng mà thường leo cây chỉ dây 14 thôi, thì trọng lượng nó phù hợp, chứ dây to quá nó sẽ nặng hơn. Dây này thì nó chịu tải khá lớn rồi nhé. Còn đây, hoàn thiện một dây thì sẽ có hai khóa D, một dây nôi mềm và một dòng dọc. Có bọc dù, đây là dạng bọc dù thì sử dụng cho những cây da trơn và mùa mưa đấy, rong rêu nó sẽ trơn đấy, thì sử dụng dây này. Còn nếu không sử dụng nữa thì đẩy cái dây này xuống phần đuôi dây cũng được, thì nó sẽ không sử dụng, nhưng mà mình sẽ làm hết để nhiều trường hợp có thể xảy ra đấy. Với hai là phần đuôi dây các bạn phải chốt một đầu như này, để khi ấy, những cây to ấy, mình giãn như này tối đa thì nó sẽ bị vướng vào đây, nó sẽ không bị tuột hẳn ra ngoài. Nếu mà không có chốt này, nếu mà ai mà cứ giãn nhân dây này thì nó sẽ bị tuột luôn, thì rất là nguy hiểm nhé. Nên là phải bắt buộc phải chốt cái này ở phần đuôi dây. Đó, thì cái phần này thì khách hàng nếu mà ai sử dụng cây da nó sần sùi đấy thì không nên sử dụng cái này nhé. Thì nó sẽ bị cọ vào cái này là ma sát lớn mà, thì nó sẽ bị móc vào nhé. Nên là tùy từng cây các mọi người sử dụng, nhưng mà mình vẫn làm bán cho khách hàng là đầy đủ, để nhiều trường hợp là những cây da trơn, những cây đi mùa mưa đấy, mưa gió đấy là nó hay bị trơn, thì dùng cái này nó tốt hơn nhé. Còn nói về cái phần dây giãn, dây nối mềm đây, thì cái dạng này là nó giống cái thằng hợp kim nhôm này thôi, nó đều hãm như thế, nhưng mà giá thành nó sẽ rẻ hơn, và sử dụng cho dây to hay nhỏ đều được hết. Còn thằng kia thì nó sử dụng cho từ dây 9 ly đến 12 mm. Đó, nhược điểm của nó thế, sử dụng dây nhỏ. Còn loại này thì sử dụng dây nào cũng được, to nhỏ đều được hết. Thì các bạn muốn giãn ra thì chỉ cần lấy một tay đẩy đầu này nhá. Đó, là tự nó giãn. Còn cái này kéo này, thoải mái nhá, không bao giờ bị trượt đâu nhá. Các bạn yên tâm, mối này là mối đặc biệt rồi, chuyên cho leo núi và cưa cây rồi, các bạn yên tâm. Còn kéo thì cái phần này móc vào đai rồi. Còn cái tay này cầm đuôi dây này, các bạn kéo ngược lên này. Này, đó, nhìn thấy không ạ? Đó, tự nó hãm vào. Thả tay ra là tự nó xít rồi nhé. Vì những cái vòng dạng thắt này thì lực mạnh thì nó đẩy ra hai dây này. Thì khi mình kéo mạnh ấy thì những cái vòng nó xiết vào nhau. Và những cái mối nối đặc biệt thì những cái này dây này nó xiết. Càng nhiều mối này thì nó càng chặt. Nhưng mà thường thì tối đa có nghĩa là cái ít vòng này nhất thì là 4 vòng này nhá. 1, 2, 3, 4. Đó là ít nhất. Còn 3 vòng là nguy hiểm, nên là chú ý giúp mình nhá. Còn càng nhiều ấy, càng nhiều thì nó càng siết chặt vào, thì mình làm thì các bạn yên tâm, siết chặt quá thì nhiều lúc lên xuống thì nó khó khăn hơn đấy. Nên là tầm 5 đến 6 vòng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vòng như này là nó sẽ thuận tiện hơn. Đó, nhìn này, dễ dàng. Còn cái phần mối này nó chịu tải tầm 400-500 cân, tối đa 400-500 cân, thoải mái nhé, các bạn yên tâm nhé. Còn cơ thể mình thì đến 100 cân là hết cỡ thôi. Đó. Đó. Nên này, nhẹ nhàng nhé. Yên tâm là cái này mình làm rất nhiều rồi, cái dòng này là bán chạy nhất này. Thì lên xuống đều được. Còn nếu mà các bạn muốn tụt xuống dây này vẫn được, nhưng mà cần đoạn dây dài hơn, ví dụ là 20-30 mét, vẫn sử dụng cái cụm này, cái phần này này, cụm cam này, đó, như này, tuột này, kéo này, đó, lên xuống thì được, thuận tiện nhé, đó. Rồi, nếu mà ai chưa rõ lắm thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo mình để bên dưới, thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể, chỉ cụ thể cho cách dùng. Chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã quan tâm.